Ta là khủng long bay một giò đây. Bây giờ ta sẽ đổ những món đồ chơi này ra. Đây là những món đồ chơi mà ta mới đánh cắp được. Wow, nhiều xe đẹp quá. Đây là xe cẩu mút cát. Còn đây là chiếc xe ben. Được rồi, bây giờ ta sẽ ăn cái viên trái đất phép thuật này để ta có phép thuật nha. Xé cái viên trái đất phép thuật ra coi nào. Wow, thơm quá. Bên trong này còn có mứt nho nữa nè. Ai nhâm 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 nhâm. Wow, dẻo thiệt. Ta đã có phép thuật rồi. Bây giờ biến những món đồ chơi này thành quái vật thôi. Wow, chiếc máy bay này đẹp quá ta. Để chiếc máy bay này ở đây. Phép thuật của ta hãy biến chiếc máy bay này thành quái vật bồn cầu nào. Wow, chiếc máy bay đã trở thành hai quái vật bồn cầu toilet luôn. Chẳng mấy chốc ta sẽ có một đội quân quái vật. Đi tìm tiếp những món đồ chơi mới thôi. Trời đã sáng rồi, đi thu gom rác thôi nào. Bây giờ mình sẽ ăn cái cầu vồng này nha. Wow, ăn cái cầu vồng này xong rồi mình sẽ đi thu gom rác. Nhâm 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 nhâm. Wow, cầu vồng này chua chua ngọt ngọt, ngon quá đi. Bây giờ đi thu gom rác thôi. Nào, xe rác chở mình tới thành phố đi thu gom rác thôi. Ai mua đồ ăn không? Ai mua xe không? Xe công trình, xe đua siêu xịn đây. Ai mua không? Hey, từ sáng tới giờ mà không ai mua hàng của mình hết vậy ta. Đói bụng quá. Bây giờ mình sẽ ăn đồ ăn rồi mình bán hàng tiếp nha. À, mình sẽ ăn con mắt này. Lấy con mắt này ra nha. Wow, con mắt này mình mới nhập hàng về luôn á. Thơm quá đi. Bên trong này rất là dẻo luôn nè. Wow, có cả mứt dâu nữa. Ngon quá à. Ai nhâm 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 nhâm. Con mắt này dẻo quá. Thôi bán hàng tiếp nào. Ai mua xe công trình không? Ai mua xe đua không? Tiếp tục đào những cái lỗ ra nào. Ôi không, xe cẩu mút cát xúc lực của mình đã bị xúc mất cái gầu mút cát ra rồi. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe cẩu mút cát khác vô làm việc nha. Này nặng dữ vậy ta, làm hư mất hai chiếc xe cẩu mút cát của mình luôn rồi. Thôi nghỉ ngơi xíu đi, tí nữa mình sẽ sửa xe cẩu mút cát rồi làm việc tiếp nha. Bây giờ mình sẽ ăn cây kem này cho mát cái coi. Lấy cây kem này ra ăn coi. Wow, thơm quá, có mùi vani nè. À, nhâm 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 nhâm. Wow, bên trong này có mứt dâu ngon quá đi. Thiệt là mát lạnh luôn. Hello, xin chào Superman, hôm nay bạn bán được hàng không? Siêu nhân nhện đó hả? Sáng giờ mình chả bán được gì hết. Bạn mua ủng hộ mình mấy con mắt đi. Ồ, vậy sao? Thôi được rồi, để mình mua ủng hộ bạn mấy con mắt nha. Nhưng mà đợi mình một chút, mình gom rác cái đã. Được rồi, gom rác của xe rác thôi nào. Mình làm việc xong rồi, đâu mình coi những con mắt của bạn coi. Wow, ở đây nhiều mắt quá ta. Con mắt này nhiều màu quá nè, đâu mình mở ra ăn thử nha. Mở ra coi coi, hình như đây là con mắt đèn giao thông nè. Đúng rồi, ở đây có ba con mắt, có màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Đây là màu đèn giao thông đó nha. Ai nhâm 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 nhâm. Wow, con mắt màu xanh lá cây vị bạc hà, ngon quá đi. Nhâm 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 nhâm. Con mắt màu vàng là vị xoài nha. Tiếp tục. Nhâm 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 nhâm. Wow, con mắt màu đỏ là vị dâu, ngon quá. Mình cảm ơn bạn, mình gửi tiền cho bạn nè. Tin cảm ơn siêu nhân nhà đã gom rác và mua mắt của mình nha. Không có gì đâu, thôi mình đi gom rác tiếp đây. Chào tạm biệt bạn. Hello, xin chào khủng long, hôm nay công việc của bạn thế nào? Siêu nhân nhện tới gom rác hả? Hôm nay mình làm hư hết ba chiếc xe cổng mút cát luôn nè. Chà, sao mà hư xe dữ vậy? Thôi được rồi, để mình gom rác sau đó mình sửa xe giúp bạn nha. Rồi, bỏ rác lên xe rác nào. Chúng ta sẽ nhét vô đây nha. Rồi, tiếp.
tiếp tục, sắp hết rác rồi. Ok, xe của bạn chiếc nào hư đâu để mình sửa cho. Đây nè siêu nhân nhện ơi, mình có 3 chiếc xe cộng hút kéo mà bị hư hết 3 chiếc luôn rồi, bạn sửa giúp mình với. Trời, tưởng gì khó, mấy chiếc xe này sửa dễ mà. Đây, để mình sửa cho bạn nha. Hư gọng hút cát thì mình sửa gọng hút cát thôi. Ok, xong một chiếc rồi nè. Wow, chiếc xe cộng hút cát này to dữ vậy ta. Được rồi, lấy cái gọng hút cát gắn vô luôn nè. Rồi, gắn vô đây nha. Ok, đó, mình đã sửa xong 2 chiếc gọng hút cát rồi. Wow, chiếc này xịn thiệt. Vừa có xúc lật đằng trước mà đằng sau lại có cái cổng hút cát luôn hả? Được rồi, mình sửa cái gọng hút cát này vô cho bạn nha. Gắn cổng hút cát vô nào. Chiếc này dễ sửa mà. Đó, ok, xong rồi nè. Wow, siêu nhân nhện giỏi thiệt. Mới đây đã sửa xong 3 chiếc xe rồi nè. À, mình có cái kem nè, mình tặng cho bạn đó. Cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì đâu, cảm ơn khủng long đã cho mình kem nha. Thôi, thì mình đi cô bác tiếp đây. Xe rác, hãy đi vô đổ rác ra đi nào. Ý, mà khoan đã, sao bãi rác hôm nay nhiều xe đồ chơi dữ vậy ta? Có cả quái vật quần cầu toilet nữa nè. Bên trong này là cái gì đây? À, quả cầu cháy đất. Ồ, thiệt là kỳ lạ. Đâu, để mình vô khám phá coi những chiếc xe này là những chiếc xe gì nha. Đây là một bạn xe đua con chó nè. Còn đây là một chiếc xe ben. Tiếp tục, đây là chiếc xe cậu mút cát màu hồng, rất là dễ thương luôn. Còn đây là xe cộng hút cát màu vàng. Ở đây nhiều xe đồ chơi quá. Mình sẽ đổ rác ra, sau đó mình sẽ mang những chiếc xe đồ chơi này về nhà nha. Rồi, gom những chiếc xe đồ chơi này về nhà thôi. Wow, chiếc xe container đẹp quá đi. Hôm nay mình thiệt là may mắn, đi đổ rác nhặt được quá trời xe đồ chơi luôn. Wow, ở đây là cái gì đây? Một chiếc máy bay hả? Oh, nhiều xe đồ chơi quá. Rồi, mang những chiếc xe này về nhà nha. Đói bụng quá. Ăn miếng trứng này cho đỡ đói bụng coi. Rồi, xé quả trứng ra ăn nha. Wow, quả trứng này mình mua ở nhà Poly thơm quá đi. Bên trong này còn có kẹo nổ nữa. Nhâm. Wow, trứng thiệt là dẻo thơm quá đi. Anh robot cảnh sát ơi, khủng long bay đã tới nhà em cướp mất những chiếc xe đồ chơi rồi. Cái gì? Lại là cái tên khủng long bay đó nữa hả? Được rồi, em yên tâm đi, để anh bắt hắn lấy lại những món đồ chơi cho em nha. Ai, hôm nay đi chả kiếm được chiếc xe đồ chơi nào hết. Ê, tên kia, sao người dám lấy những chiếc xe đồ chơi của ta vậy? Ủa, đây là những chiếc xe mình nhặt ở bãi rác mà. Những chiếc xe này là của bạn hả? Tên này to gan, dám lấy những chiếc xe của ta. Đội quân quái vật toilet tấn công hắn đi. Hả? Cái gì đây? Cho người chừa cái tội lấy đồ chơi của ta nè. Khủng long bay, bạn đã bị bắt vì tội lấy đồ chơi ở trong thành phố. Những hành động xấu xa của bạn mình đã phát hiện ra hết rồi. Robot cảnh sát đã tới được đây rồi sao? Mau chạy thôi. Còn tính chạy nữa hả? Xem đây. Ôi da, đau quá. Mau thả ta ra, thả ta ra. Siêu nhân nhện, bạn có sao không vậy? Cảm ơn anh robot cảnh sát, em không sao. May là có anh tới kịp, không là cái tên này đã chạy thoát rồi. Các bạn ơi, video của mình tới đây đã kết thúc rồi. Bây giờ mình bắt khủng long bay này về đồn cảnh sát đây. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo.